Hai chào anh em vào chiều lớp mình tổng lỗi chín tám đây video bán ạc ở tập server số 72 các bạn ạ. Với bọn ạc vip 10 siêu đội tư vẫn còn 10 ngày nhá, với một đội hình theo kiểu là phản đòn chống hồi máu các bạn ạ. Hạt nhân thì sẽ là Mizuchi, nhưng mà hạt nhân của phản đòn và chống hồi máu sẽ là Ryu Thiên Cầu kết hợp với Choi các bạn ạ, Athena đó. Đấy, rất nhiều con chống hồi máu thành một cái meta trông nghe là khá là lạ tai. Server 2 nhưng bộ hồn lực 5 mình đánh giá khá ấn tượng với hồn lực 5 báo tố đã 5 sao. Codenet 3 sao, Anai, Yao Jing và Devil đều ở trợ 2 sao. Thế nên chúng ta sẽ chơi thêm nữa hồn lực 5 để gia tăng thêm sức mạnh của các cái hồn lực hiện tại. Đặc biệt là hồn lực Devil nó phải nâng lên 3 sao và thật sự là khó chịu. Còn ăn Yao Jing và Codenet thì các bạn chơi free thôi, có cái nào thì chơi cả đấy. Các hồn lực dự kiến trong tương lai mình nghĩ nên đầu tư sẽ hồn lực sói và cừu. Còn có điều kiện thì các bạn có thể đầu tư thêm một lực version, mình đánh giá cũng là một lực rất hay. Ban môn của mặt ban môn võ sĩ mình đánh giá cũng khá ổn với Mizuchi lục môn, Choi tứ môn. Đợt tới thì sẽ update lên Choi lục môn. Ngày hôm qua thì có bán hồn khí Choi 45 đô, nhưng nói thật với các bạn là nông dân thì khó mà có thể đua đòi được trong kiểu đấy, thì chờ hồn hạp Choi các bạn nhé. Riêng Thiên Cầu tứ môn không cần hồn vũ khí, chắc chắn là như vậy rồi. Athena tứ môn đã có hồn vũ khí Vice và Dulon có lẽ là những võ sĩ sẽ được bị thay thế trong thời điểm sắp tới. Các vị trí được ưu tiên mình nghĩ sẽ là Sanky Demon. Đấy, Metekun này nếu mà free thì chơi thôi, đúng không? Còn không free thôi, không free thì ta lại bỏ Metekun, bởi vì Metekun so với những võ sĩ ngay sau đấy, ví dụ như Rock, Trang Béo hay là Billy Chữ Tàu, đấy thì đều nói thật các bạn là không bằng được. Nhanh cho nó vuông như vậy, Dulon là cái gì ạ? Metikun là cái hàng phế phẩm các bạn ạ. So với những cái võ sĩ ngay là sát nó các bạn nhá, chứ so với Vai rồi so với Choi thì mình đánh giá Metikun vẫn còn hơn nhiều. Rồi, hồn lực 5 của ạc bao gồm như sau: Miyuchi 6 sói đỏ, Choi 6 thần nộ đỏ. Như vậy chúng ta sẽ có full hai bộ hoàn hảo, hoàn chỉnh đấy, bộ đỏ. Server 72 nên các bạn phải đánh giá nhìn góc độ nó khác khác đi một chút nhá. Như thế là tốt lắm rồi. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 viên tinh tú đỏ dành cho Mizuchi. Đây sẽ là một trong những con Mizuchi cực mạnh và có khả năng gọi là gánh tem khi kết hợp với hồn lực 5 bão tố. Thì đây cũng chính là cái gọi là tiền đề để cho ạc này có thể leo lên top đấy các bạn ạ. 985.000 lực chiến, rất ghê gớm đúng không các bạn. Run 6 sói. Đâu rồi, mình xem cái gì nữa nào. Rồi túi đồ nốt đây các bạn nhá. Tháng này các bạn sẽ được một gói hồn lực 5 gói Battle Pass free kèm theo 300 mảnh võ năng sẵn có trong túi đồ để các bạn nâng cấp Sanky Demon hoặc bất kỳ con nào đấy. Ở trong này mình thấy rằng hơi phí phạm một tí khi mà còn dư tới bao nhiêu mảnh hồn vũ khí của đây, 76 mảnh hồn vũ khí của Metro. Có điều thì thôi bỏ đi các bạn ạ, chả cần tiếc đâu. Không thì ạc nó cũng không có giá trị, không có giá có rẻ nhảy đâu. Full mèo VIP cao vẫn còn siêu lợi tức 10 ngày. Battle Pass chắc chắn là tháng này miễn phí rồi. Đội hình hiện nay đang rất là ngon đấy, với đồ được 5 rồi run ngon đấy, run tinh tú đó đều rất là ngon đấy, mà giá có mỗi 1,5 triệu. Anh em nào nhanh tay thì được ạc thôi nhá. Đấy, không online nên thành ra bị đẩy xuống tận top 2x, chứ online đánh vù vào cái top 0x ngay. Refresh cái, mình xin lỗi, gọi là đánh vào top 1x chứ đấy, bảo đánh vào top 0x thì hơi khó đấy, gọi là đánh được vào top 1x thôi các bạn nhá. Chúng ta cùng xem Mizuchi sẽ củ hành bên đối phương như thế nào. Một phát 10 triệu. Phát nữa. Bên đối phương là siêu nữ kẹp mà Raph. À kẹp à, cái này không phải Raph mà kẹp à. Thằng này cái thằng gì ấy. Siêu nữ kẹp Maxima kẹp Mizuchi. Ok. Ngay sau thời điểm này, thời điểm sắp tới này là cái thời điểm mà ra mắt Sanky Demon mà Metekun, mình tin tưởng rằng rất nhiều người sẽ phải khổ sở nghĩ xem là bỏ ai, giữ ai. LTVQ là một người như vậy, còn Feta này chính ra lại là dễ tính đấy các bạn ạ, dễ nghĩ đỡ đau đầu đấy các bạn ạ, nâng nó lên đến tầm ngon rồi đấy, và bây giờ phải gỡ đi mệt lắm. Ví dụ như Vai bên mình bỏ đi không tiếc nhé, chưa hồn vũ khí, nhưng Vai bên đối phương vừa kết hợp với Major lại còn gì đấy, lại còn nâng cấp có hồn vũ khí nữa, chẳng hạn nữa đàng hoàng chẳng hạn nữa, đúng không các bạn. Thay đi bây giờ phí Maxima tanh mới nhất đấy, khắc được cả ca phẩy, khắc được cả Sekiremon, bỏ đi làm sao được, bỏ Kula băng à, điên. Major thì chắc chắn không thể bỏ rồi, khi mà rồi đây là một pha đánh hay này.
Rồi, 8 triệu. Độc chiêu của Mizuchi sẽ giết rất nhiều người đó. Đấy, khi mà Hotaru còn chưa về đội, đấy thì thế không được Damame nhỉ? À, thì Athena vẫn còn phải ở trong team đóng vai trò hồi máu, chống hồi máu, tăng tỷ lệ kháng sát thương và thậm chí còn là một cái nguồn sát thương rất ổn định về cuối trận nữa. Rồi, Dulon bên phe ta 4 sao rồi, sẵn sàng hy sinh. Chấp nhận hy sinh, đau thương. Gãy ngứa thôi. Lý do là con Mizuchi bên phe ta mạnh quá các bạn ạ. Nhiều tinh tú đỏ quá. Dulon mất, à cái gì, cái không phải Dulon mà là Choi mất một lần ẩn thân. Không không đúng hơn là mất một lần ẩn thân và biến hình. Rêu Thiên Cẩu sức chống chịu của nó không hề thua kém. Sức chống chịu của nó không hề thua kém thằng này cái thằng gì các bạn? Maxima đâu nhá. Đấy. Còn tất nhiên thì nó không thể nào khống chế được bằng Kulabang rồi. Mỗi con nó ba con tanh là ba cái phong cách đấy gì đấu khác nhau. Đấy, quan trọng các bạn sử dụng như thế nào cho nó hợp lý thôi. Rêu Thiên Cẩu có lẽ là dễ dùng nhất rồi. Rồi, bị đỡ đòn, khá đáng tiếc. 5,4 triệu sát thương là một con số không tồi. Rồi, Esmac Mizuchi đang tàn phá các bạn ạ. Tàn phá xóm làng. Rồi, đã có Damawe. Nào, Mizuchi chỉ cần không là võ sĩ thấp máu nhất thì sẽ không lo. Hai con tay đánh nhau không thể có sát thương. Rồi thấm ghê, mấy trồ đàm dã man đấy các bạn ạ. Nó đập một lần nữa thì hơi mệt đấy, thế nó đập một lần nữa rồi các bạn thấy sức mạnh của Maxima biệt ngay, nó đập thêm một lần nữa rồi thua quả combo này, quả combo bá đạo quá. À đâu, bên mình vẫn còn Mizuchi các bạn ạ. Vẫn còn Choi đúng không? Quả thật quả combo khó chịu thật. Combo ác ác thật đấy. Rồi, ăn được Kulabang. Giết một cách gọi là hoàn toàn luôn đấy các bạn ạ. Chỉ cần giết lốt ở Metro là bên mình thắng. Mizuchi bên đối phương không có khả năng giết Mizuchi bên phe ta. Đấy, chết sờ vào đâu đó. Rồi, Metro hết khiên nên không giải được hiệu ứng. Maxima chỉ búp nộ thôi chứ không có búp hiệu ứng. Mizuchi thì vừa búp nộ không nhiều, búp một chút nộ thôi nhưng mà búp giải được hiệu ứng. Hồi hồi chung mỗi con là một cái hay. Đúng không? Đấy, Maxima búp cho mấy chỗ đầy nộ đấy nhưng mà không làm gì được thôi. Đấy, hết khiên thì sẽ bị ăn phản đòn. Ổn đó các bạn, nhìn tưởng thua cuối cùng lại thắng. Ê, bật Athena tưởng thua cuối cùng vẫn thắng. Rồi đây sẽ một pha phản công của Major. Đấy, nhưng mà sẽ mình nghĩ là sẽ giết được Choi thôi chứ không giết được Mizuchi. Và quả này ăn phản đòn thì hơi mệt luôn. Thôi nhé, vẫn còn đấm được thêm lần nữa. Hy vọng mà nó không búp đủ nộ cho Major. Thế nó búp đủ nộ được. Quả bình trông nhau ác ôn tật. Lại tiếp tục giết được người một các bạn. Cay nhờ, tưởng thắng thua, tưởng thua ngoài tệ, tưởng thắng quá lại thành thua, quánh như một trò đùa rồi các bạn ạ. Thôi trời cối đánh lên thì sẽ lại thắng rồi các bạn nhá, trò đời nó là thế, mỗi một cái combo lại có một cái hay đấy, mình biết ngay, tôi còn lạ gì. Thôi bạn nào mua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video, giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 1,5 triệu.